Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 830, một chiếc xe đạp địa hình cấu hình cao mà giá đang bán tại cửa hàng, mức giá chỉ có là 9 triệu rưỡi. Các bác được một chiếc xe đạp khung nhôm thương hiệu Gian rất là tốt, một thương hiệu khá là quen thuộc với các bác chơi xe và những người ít tiếp cận đến xe đạp thì hầu như là cũng biết đến cái thương hiệu Gian này, một thương hiệu của Đài Loan rất là nổi tiếng. Đi rất là lành, khung nhôm, toàn bộ phần khung là nhôm, phối màu đen và vàng đất, nhìn cực kỳ là đẹp, nhã nhặn. Được trang bị bộ đề sau là Shimano SLX, bộ gạt đề trước, gạt đĩa trước Shimano DOG, đùi đĩa trục rỗng DOG. Và bộ máy ư cũng là của Shimano DOG, cấu hình cực kỳ là cao, trong cái mức giá chỉ có là 9 triệu rưỡi em đang bán tại cửa hàng. Phối màu của chiếc xe cực kỳ đẹp với cái logo chữ lỗi màu vàng ở đây, kỳ nổi bật cho chiếc xe. Xe size S, lát nữa thì em sẽ mua một đoạn ngắn để đo size của chiếc xe để cho các bác xem kỹ hơn. Tổng thể của chiếc xe thì như các bác thấy trên hình, còn cái độ mới cực kỳ là tốt, hầu như là sơn xe là các thứ là được giữ lại, cái độ mới nó cũng khá là cao, rất là đẹp. Chỉ có do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là có những cái vết xước, răm xước nhỏ không thể tránh khỏi. Để đánh giá tổng thể thì còn rất là đẹp, chiếc xe còn rất là đẹp, vận hành các thứ là còn rất là tốt, trơn tru, đùi đĩa trục rỗng DOG, bộ máy ư cũng DOG, bánh 26 inch, máy ư Mavic thương hiệu Mavic cũng rất quen thuộc với các bác này, thương hiệu Pháp. Bộ ghi đông của Ford carbon bằng carbon, ghi đông của Ford bằng carbon cũng nguyên bản của xe luôn, nguyên bản Gian luôn, mà được sử dụng bộ tay bấm SLX, Shimano SLX, và bộ phanh dầu của Techo. Với tất cả những máy Shimano thì họ không làm bi bạc đạn, chỉ là bi côn, nhưng mà cái côn bi côn của Shimano rất là tốt, cực kỳ trơn tru mượt mà. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xoay xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, rồi khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m72-73 thì phù hợp. Chuẩn bị bộ đề sau SLX với 9 tầng lip, đạp đĩa trước DOG 3 tầng đĩa và xe 27 tốc độ khác nhau, chuyển động cực kỳ trơn tru mượt mà. Và chiếc xe này đang bán với em mức giá chỉ có là 9 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.